Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Nghe Nhìn Audio. Acoustic Signature là một thương hiệu rất nổi tiếng về mâm đĩa than. Họ đã có rất nhiều những sản phẩm có thể kéo dài từ dòng sản phẩm high-end cho đến ultra high-end. Giá thì có thể dao động từ 7.000 đô cho tới hơn 200.000 đô. Và ngoài ra thì thương hiệu Acoustic Signature còn sản xuất rất nhiều những sản phẩm nữa. Chúng ta có tay cần, chúng ta có kim cartridge, có phono preamp và có những phụ kiện dành cho mâm than. Hai sản phẩm rất nổi tiếng của Acoustic Signature có thể kể đến như Invictus hay là Vascona. Đây có thể nói là hai cái sản phẩm mà đã được những người chơi ultra end rất được công nhận và rất là yêu thích. Tuy nhiên thì gần mới đây, vào cuối năm 2020 thì Acoustic Signature còn giới thiệu thêm một cái sản phẩm nữa. Đó chính là mâm đĩa than Turntable Hurricane Neo mình đang có ngay tại đây. Và hôm nay chúng ta hãy cùng nhau trải nghiệm mâm đĩa than này ngay tại chính của Audio Hoàng Hải với những cái setup rất là chất lượng xung quanh. Chúng ta hãy bắt đầu nha. Sở dĩ được người chơi âm thanh và những giới chuyên gia rất là yêu thích là nhờ Hurricane Neo series đã được cải tiến về trục quay cũng như là motor mới, giúp cho cái độ tĩnh nền âm ấn tượng rất là nhiều so với thế hệ trước. Về cơ bản thì Hurricane series là một trong những mâm than mà dễ tiếp cận nhất để cho người dùng. Họ muốn có một cái trải nghiệm nó với những cái công nghệ mới nhất của Acoustic Signature cũng như là những cái công nghệ cao cấp nhất thì đây là một lựa chọn rất là sáng giá. Quan trọng nhất thì vẫn là cái hệ chuyển động đa motor trên mẫu mâm than này. Ngoài ra thì nói về transit thì Hurricane Neo series cũng có một cái khối lượng lên tới 35 kg. Điều này thì sẽ giúp cô lập những cái rung chấn rất là tốt. Hurricane Neo có tính linh hoạt rất là cao, người dùng có thể bố trí lên tới 3 tone amp. Ngoài ra thì với cấu trúc âm bốt điều chỉnh, người dùng có thể trang bị những tay cần có kích thước từ 9 cho đến 12 inch. Về ngoại hình thiết kế thì có thể thấy Acoustic Signature Hurricane Neo sở hữu một cái thiết kế nó chắc chắn, nó khỏe mạnh hơn so với những cái mẫu mâm than khác theo kiểu hoài cổ. Đây cũng là một cái điểm đặc trưng của những mâm than đến từ thương hiệu Acoustic Signature. Ngoài việc là trang trí cho cái phần mặt trước này của mẫu mâm than nó nhìn đẹp mắt hơn thì những cái đường CNC ở đây thì nó cũng làm giảm rung chấn khi mà mẫu mâm than này hoạt động. Phần mâm blaster này thì cũng chế tạo từ nhôm nguyên khối và có đường kính lên tới 310mm, kèm theo là độ dày cũng là 50mm. Và chỉ tính riêng cái phần mâm blaster này thôi thì nó đã nặng lên tới 11kg rồi. Được định vị là một mâm than thuộc phân khúc là high-end. Vì vậy là mâm than Hurricane Neo được trang bị 3 công nghệ nổi bật nhất của Acoustic Signature. Đó chính là CLD, DTD và AVC. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu lần lượt những cái công nghệ cao cấp trên mẫu mâm than này nhé. Đầu tiên đó chính là công nghệ CLD, công nghệ chống rung bằng liên kết đa lớp. Công nghệ này thì đã làm nên tên tuổi của thương hiệu Acoustic Signature trong suốt hơn 20 năm nay. Sang đến phiên bản Neo thì công nghệ này đã được cải tiến và nâng chống rung và cộng hưởng lên một cấp độ cao hơn. CLD là một kỹ thuật chống rung phức tạp dành cho mâm blaster, cho phép tạo nên một cấu trúc mâm quay có mức cộng hưởng nội gần như là được triệt tiêu hoàn toàn. Thay vì chỉ được làm duy nhất từ một khối kim loại, với công nghệ CLD, mâm blaster bằng nhôm anode của Hurricane Neo sẽ được chèn thêm các chi tiết hình trụ tròn làm từ đồng thau được gọi là silencer. Có tất cả 8 viên silencer phân bổ đồng tâm và đều ở gần rìa của mâm. Thứ hai đó chính là công nghệ trục quay DTD. Ở trục DTD có thiết kế bạc lót mới, dạng khoét lỗ, tối ưu lượng dầu bôi trơn, đồng thời giảm diện tích bề mặt tiếp xúc giữa trục và lồng mâm blaster, qua đó làm giảm ma sát. Ngoài ra thì trục quay này còn được phủ kim cương bằng công nghệ plasma. Lớp phủ này thì tăng độ cứng, độ bền và cải thiện ma sát lên đến 60%. Nói cách khác là khi sử dụng mẫu mâm than này thì các bạn gần như là không cần phải lo lắng về việc bảo dưỡng nữa. Công nghệ thứ ba đó chính là công nghệ AVC, giảm rung động motor AC đến mức tối thiểu. Mâm than Hurricane Neo là thiết kế có giá dễ chịu nhất trong số những sản phẩm Acoustic Signature được trang bị hệ thống chuyển động dây Cura sử dụng đa motor. Công nghệ AVC là một kỹ thuật kết hợp điều tốc nhiều motor để có thể cân bằng lực kéo, giảm tác động rung do chính mỗi vòng quay của motor gây ra. Thiết kế mâm phiên bản Neo đều được trang bị kỹ thuật này nhưng với 3 cấp độ khác nhau. Hurricane Neo sở hữu công nghệ giảm rung motor AVC cấp độ 1 với trang bị là 2 motor được xếp đối xứng cùng dây Cura để kéo mâm phụ. Motor AC sử dụng cho mâm than Hurricane Neo là loại 24 cực và được kiểm soát rung sai tự động. Công nghệ AVC có thể đo đạc, theo dõi độ méo chuyển động của motor và từ đó đưa ra những hiệu chỉnh về pha ở thời gian thực. Tất cả đều được xử lý liên tục, tức thời bằng bộ điều tốc kỹ thuật số thông minh và có độ chính xác rất cao. Trước khi chúng ta đi vào trải nghiệm cái âm thanh đến từ mẫu mâm than này thì mình cũng muốn chia sẻ một chút về cái trải nghiệm cá nhân của mình đi. Thì khi mà mẫu mâm than này hoạt động thì chạm tay vào cái phần transit này mình hoàn toàn không thấy được cái rung động nào nó phát ra từ cái mâm quay của cái mẫu mâm than này. Đây là một điểm cộng rất lớn, thực ra nó là một cái cần phải có trên một mẫu mâm than cao cấp như thế này.
Ngay kể cả khi mình quan sát cái đĩa đang chạy này và cái kim nó chạm vào đĩa một cách rất là mượt mà, ngay cả từ khi mình hạ cần hay là mình nhấc cần lên thì những cái thao tác nó đều rất là mượt mà, rất là cao cấp. Một hiện tượng mà những người chơi mâm đĩa than mà họ thấy rất là khó chịu đó chính là khi mà chơi như thế này thì những cái rung động đến từ loa, đến từ sàn nó thường bị lọt vào cả trick. Vì vậy đôi khi sẽ nghe thấy những cái âm thanh nó không được tròn trịa, nó hơi bị mờ và nó có thể tạo ra được những cái âm thanh nó bị sai lệch khi các bạn chơi. Thì đối với mẫu mâm than này, khi mình bật khoảng 10 bản thu, mình thấy rằng cái chất lượng âm của nó vẫn là rất là tốt, không hề bị thấy những cái hiện tượng như vậy xảy ra. Đây là một trong những mẫu mâm than có mức giá khoảng 10.000 đô có được cái ưu điểm cô lập rung chấn tốt như vậy. Và để thử nghiệm âm thanh đến từ mẫu mâm than này ngay tại Audio Hoàng Hải thì ở đây mình đang có một setup bao gồm là Turntable Hurricane Neo, Turnem TA2000 Neo, Cartridge MCX4 và Phono là Tango Reference. Đây đều là những thiết bị đến từ thương hiệu Acoustic Signature, vì vậy nó sẽ đem đến một sự đồng bộ nhất định. Và thêm nữa, mình cũng là một trong những người rất may mắn có thể phối ghép được mẫu mâm than chất lượng rất cao này đi kèm với một bộ loa cũng cực đỉnh nữa, đó chính là Gauder Acoustic Berlina AC7 Mark 2. Toàn bộ thùng loa hợp kim này thì được mạ vàng lên tới 24kg. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau nghe thử cái bộ phối ghép này nhé. Về mặt trình diễn thì mình thấy rằng mẫu mâm than Hurricane Neo này tái tạo được một cái chất âm rất là mượt mà, mạnh mẽ, chắc chắn và rất nhanh nhạy ở những đoạn chuyển tiếp. Qua một thời gian nghe những cái bản thu và cụ thể là hai bản demo mình vừa phát ở đây thì mình thấy rằng là Hurricane Neo có ba đặc tính rất là nổi bật như sau. Đầu tiên đó chính là giải cao cực kỳ mượt với những âm thanh vang, micro, rộng, chậm. Thứ hai đó chính là sự kết hợp giữa tính phóng khoáng, dễ chịu, âm thanh trong sáng, sạch và tự nhiên, tạo nên sự cân bằng giữa ở giải trung. Nó không thiên theo kiểu nịnh tai làm dày vocal và cũng không hoàn toàn bị khô. Cuối cùng là khả năng tái tạo giải trầm uy lực, xử lý tốc độ và chuyển tiếp tốt trong một hình âm 3 chiều sống động. Cuối cùng thì việc tìm một mẫu âm than trong mức giá khoảng 10.000 đô với giải bass uy lực, giải cao tơi và giải trung cân bằng thì là một điều rất là khó khăn. Nhưng mà mẫu Hurricane Neo này là một trong những mẫu âm than có thể tiệm cận được điều đó. Các bạn cảm nhận như nào về mẫu âm than Acoustic Signature Hurricane Neo này? Các bạn hãy comment ở phía bên dưới nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của Nghe Nhìn Audio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.